Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU chính thức ký hợp đồng 4 năm với Ten Hag. MU lên kế hoạch tạo đợt lịch để thay thế Maguire. Ba yêu cầu Ten Hag đưa ra trước khi tiếp quản MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chính thức ký hợp đồng 4 năm với Ten Hag. Huấn luyện viên Ajax Erik Ten Hag được cho là đã giành được chiếc ghế nóng tại MU mùa sau. Tờ The Sun cho biết, chiến lược gia người Hà Lan đã đạt thỏa thuận miệng để gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, Ten Hag sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với câu lạc bộ. Hai bên sẽ còn tiếp tục đàm phán với nhau để đạt thỏa thuận về lương cũng như hoàn tất các chi tiết khác trong hợp đồng. Được biết, để có được sự phục vụ của Ten Hag, MU sẽ phải trả cho Ajax khoản phí giải phóng hợp đồng 2 triệu bảng. Chiến lược gia 52 tuổi được cho rất hài lòng khi được MU trao quyền đưa ra những quyết định quan trọng như chuyển nhượng hoặc bố trí nhân sự đội 1. MU chỉ có 3 cầu thủ trong diện an toàn. Cựu thủ môn MU Mark Bonis đã khuyên Erik ten Hag nên loại bỏ những cái tên thừa thãi ra khỏi đội hình MU hiện tại. Và theo ông, chỉ có 3 cầu thủ nằm trong diện an toàn khi huấn luyện viên người Hà Lan gặp bên Old Trafford. Tôi nghĩ điều quan trọng lúc này là khi huấn luyện viên mới tới, ông ấy sẽ giữ lại ai. Trong số những cầu thủ mà bạn đã xem mùa này, David De Gea là cầu thủ xuất sắc nhất của họ trong 4 hoặc 5 mùa giải qua. Chắc chắn tôi sẽ giữ lại Bruno Fernandes, cả Rafa Varane nữa. Mọi người còn lại phải chờ thảo luận xem đã. Rõ ràng là tình huống của Cristiano Ronaldo cần được giải quyết theo cách này hay cách khác. Theo tôi, cậu ấy đã hoàn thành công việc của mình, cậu ấy được đưa vào sân để ghi bàn. Cổ động viên lên kế hoạch biểu tình chống nhà Glazer. Người hâm mộ MU đang lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình khác để phản đối chủ sở hữu nhà Glazer trước trận đấu cuối tuần này gặp Norwich. Thứ bảy tuần trước, Quỷ Đỏ đã để thua 0-1 trước Everton. Thất bại này đã khiến hy vọng kết thúc mùa giải trong top 4 của họ bị ảnh hưởng nặng nề. Có quá nhiều vấn đề đang xảy ra với đội bóng lúc này và các cổ động viên MU muốn công khai cảm xúc của họ. Một nhóm cổ động viên có tên 1958 đã kêu gọi loại bỏ đầu của con rắn. Họ bày tỏ lo ngại rằng nhà Glazer không tuân thủ các cam kết đã đưa ra sau khi kế hoạch lập lên Super League sụp đổ. Cuộc biểu tình sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều và sẽ đi xuống đường Tabot trước khi đến Old Trafford vào lúc 3 giờ chiều. Sau đó họ sẽ ở bên ngoài sân vận động trong 17 phút sau khi bóng lăn, tượng trưng cho 17 năm gia đình nhà Glazer đã phụ trách câu lạc bộ. Ronaldo bị tổ chức bảo vệ trẻ em tước quyền đại sứ. Theo La Gazzetta dello Sport, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã bị tổ chức Save the Children tước quyền đại sứ sau khi dính lùm xùm đập điện thoại của một cổ động viên nhí sau trận thua cuối tuần trước. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân ngay sau đó, nhưng hành động của CR7 không được tổ chức trên ghi nhận. Vai trò đại sứ của anh với tổ chức này được cho là đã kết thúc. Cảnh sát Marseille thậm chí đã mở một cuộc điều tra về vụ việc khi có nhiều cổ động viên ngồi gần đó quay được hình ảnh Ronaldo nóng giận đập điện thoại trong lúc đi vào đường hầm. Gia đình của cậu bé đã từ chối lời đề nghị giảng hòa của Ronaldo và đã chỉ trích cách xử lý truyền thông rất tệ của anh và MU. MU lên kế hoạch tạo đợt lịch để thay thế Maguire. Casillo Mercado đưa tin, Juventus rất khó giữ chân trung vệ Matthijs de Ligt, người đang nhận được những đề nghị hấp dẫn từ phía MU. Trong thời gian gần, MU sẽ chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Erik ten Hag với bản hợp đồng 4 năm và de Ligt trở thành một trong những ưu tiên chuyển nhượng. MU đã theo dõi de Ligt trong ít nhất 2 năm qua trước khi anh chuyển từ Ajax đến Juventus. Mối quan hệ giữa de Ligt và huấn luyện viên ten Hag rất tốt. Đây có thể là yếu tố quan trọng để cựu đội trưởng Ajax quyết định gia nhập MU sau khi cuộc phiêu lưu với Juventus không được như ý muốn. Trong trường hợp không thể giữ De Ligt, Juventus yêu cầu giá chuyển nhượng 84 triệu bảng. Đây sẽ là kỷ lục đối với một trung vệ, vượt qua mốc 80 triệu bảng mà MU từng mua Harry Maguire. Ba yêu cầu Ten Hag đưa ra trước khi chính thức tiếp quản MU. MU đã đạt được các thỏa thuận với Erik Ten Hag và sẽ sớm công bố là ông là tân huấn luyện viên trưởng mới của câu lạc bộ. Theo tiết lộ, vị chiến lược gia người Hà Lan đã đưa ra 3 yêu cầu cho ban lãnh đạo đội trước khi tiếp quản MU. Cụ thể, theo nguồn tin từ phóng viên David McDonnell của tờ The Mirror của Anh, Ten Hag đã có những trao đổi với giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher cũng như giám đốc bóng đá John Murtough về các mong muốn khi dẫn dắt câu lạc bộ. Thứ nhất, Ten Hag muốn cơ cấu bộ mặt nhân sự Quỷ Đỏ, bao gồm việc đưa tới MU các nhân vật quen thuộc làm trợ lý như Mitchell van der Gaat, trợ lý cho ông ở Ajax, và Robin van Persie, cựu tiền đạo đội bóng. Thứ hai, ông muốn được là người có tiếng nói quyết định về vấn đề chuyển nhượng ở đội bóng. Thứ ba, vì chiến lược gia người Hà Lan muốn là người có thể tạo ra ảnh hưởng lớn về đội trẻ,
bao gồm việc tuyển chọn nhân sự lên đội 1 cũng như đóng góp các vấn đề chuyên môn để có thể giúp đội trẻ MU thi đấu tốt nhất trước khi được đưa lên chơi cho đội chính thức. Đó là ba yêu cầu mà Ten Hag đưa ra. Trên thực tế, yêu cầu thứ hai là điều khó khăn hơn cả, bởi trong lịch sử đội bóng, chỉ có Sir Alex Ferguson là người từng có đặc quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới chuyển nhượng. Các chiến lược gia khác thông thường vẫn sẽ là người đóng góp ý kiến quan trọng, song không được toàn quyền 100% cho đến việc này. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhiều khả năng ban lãnh đạo MU sẽ thông qua các mong muốn ấy của chiến lược gia người Hà Lan. Cũng theo tiết lộ từ tờ The Mirror của Anh, Ten Hag sẽ chính thức nắm quyền ở câu lạc bộ vào ngày 1 tháng 7 tới, 5 ngày trước khi Quỷ Đỏ bắt đầu tour du đấu mùa hè tại Thái Lan và Úc. 56% người hâm mộ Manchester United muốn Ronaldo ra đi. 56% người hâm mộ đã bỏ phiếu cho việc Cristiano Ronaldo rời Manchester United vào mùa hè này dựa trên một cuộc khảo sát của Manchester Evening News. Có tổng cộng 6.273 người tin rằng thời gian của tiền đạo 37 tuổi ở Old Trafford đã kết thúc. Ronaldo gia nhập Manchester United vào mùa hè năm ngoái từ Juventus. Sự trở lại của siêu sao người Bồ Đào Nha cùng với hai tân binh chất lượng là Jadon Sancho và Rafa Varane đã khiến Manchester United hy vọng vào một mùa giải 2021-22 thành công. Nhưng giờ, câu lạc bộ đã hoàn toàn trắng tay. Còn Ronaldo dù là cây sân bàn số 1 câu lạc bộ nhưng gây ra rất nhiều vấn đề. Và mới nhất là vụ anh giật điện thoại từ một cổ động viên Everton và đập vỡ. Lời xin lỗi muộn màng sau đó đã không được mẹ cậu thả bé tha thứ. Sarah Kelly, mẹ của Jed Harding cho biết bà đã được Manchester và một người đại diện của Ronaldo liên hệ. Tuy nhiên, bà không hài lòng với cách xử lý của cả hai. Theo đó, bà Sarah không chấp nhận lời xin lỗi của Ronaldo cũng như đề nghị mời cậu bé Jack đến Old Trafford xem cầu thủ này thi đấu. Ronaldo cũng đang trải qua một thời gian khô hạn trước khung thành đối phương. Cựu ngôi sao của Juventus và Real Madrid mới ghi 4 bàn ở Bremen kể từ năm đầu năm 2022. Trong đó, 3 bàn đến ở chiến thắng 3-2 của Quỷ Đỏ trước Tottenham. MU thời Erik ten Hag xây dựng đội hình xoay quanh 3 nhân tố cũ. Gần đây, các chuyên gia bóng đá quốc tế đều khẳng định ông Erik ten Hag sẽ trở thành tân huấn luyện viên của câu lạc bộ Man United từ mùa hè này. Thậm chí, đích thân nhà báo uy tín Romano cũng đã xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, vấn đề đang được người hâm mộ Quỷ Đỏ cũng như giới chuyên môn đặt ra là MU sẽ xây dựng đội hình như thế nào dưới thời Erik ten Hag. Có lẽ, những động thái gần đây của MU đã và đang mang lại cho chúng ta những thông tin quý báu về câu hỏi này. Về vấn đề chuyển nhượng, các nguồn tin từ nước Anh đều khẳng định đội chủ sân Old Trafford đang muốn đẩy đi Ronaldo vì mức lương khổng lồ cũng như siêu sao 37 tuổi không phù hợp với hệ thống chiến thuật của Erik ten Hag. Ngoài ra, tờ Manchester Evening News mới đây cũng tiết lộ một thông tin hết sức thú vị. Đó là ông Erik ten Hag đang yêu cầu được toàn quyền quyết định việc chuyển nhượng của câu lạc bộ. Theo đó, nhà cầm quân người Hà Lan không muốn vướng vào những sai lầm mà MU đã gặp phải trước đây khi mua về các cầu thủ. Chưa dừng lại ở đó, tờ báo của thành phố Manchester kể trên cũng xác nhận có 3 cầu thủ hiện tại của MU sẽ đảm nhiệm trọng trách trở thành những viên gạch đầu tiên để xây lên chiếc ghế đế chế ten Hag tại Old Trafford. 3 cái tên được chọn mặt gửi vàng là Bruno Fernandes, Jadon Sancho và Rafa Varane. Theo các chuyên gia bóng đá, quyết định hiện tại chưa rõ là thật hay giả, kể trên có cơ sở thành hiện thực. Ngoài Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes và Jadon Sancho đang là những cái tên rất uy tín trên hàng công của MU. Về trường hợp của Varane, điều duy nhất mà trung vệ người Pháp đang gặp rắc rối đó là phải vật lộn với các chấn thương. Đẳng cấp của cựu cầu thủ Real Madrid là không cần bàn cãi khi mà anh đã có những màn trình diễn đỉnh cao xuyên suốt sự nghiệp của mình từ câu lạc bộ cho tới đội tuyển quốc gia. Không ngoại trừ khả năng Erik ten Hag sẽ thay máu hàng loạt trụ cột hiện tại của MU ở mùa hè này và đưa về Old Trafford những cái tên mà ông cảm thấy phù hợp với chiến thuật của mình. Song song với đó, 3 cầu thủ Bruno, Sancho và Varane sẽ là một trong những nhân tố chính để huấn luyện viên người Hà Lan xây dựng chiến thuật ở đội bóng mới. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!